Nga muốn Syria sẵn sàng bầu cử tổng thống. Nga đang mong muốn biến hình ảnh của mình với Damascus thành một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Ngày hôm nay 24 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố mặt tư khoa muốn Syria sẵn sàng cho cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống mới trong một nỗ lực nhằm sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Damascus để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng lực lượng không quân Nga đang tham gia chiến dịch không kích phiến quân nhà nước Hồi giáo IS ở Syria sẽ sẵn sàng giúp đỡ phe nổi dậy quân đội Syria tự do, tức FSA, chống lại IS, với điều kiện Nga phải biết được vị trí đóng quân của FSA. Tuyên bố của ông Lavrov là sự khẳng định lập trường ủng hộ một giải pháp chính trị cho Syria của Nga. Tuyên bố bất ngờ này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad đến mặt tư khoa và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Larov nói trên đài truyền hình nhà nước Nga rằng các thế lực bên ngoài không thể quyết định bất cứ điều gì cho người dân Syria. Chúng ta phải buộc họ đưa ra một kế hoạch cho đất nước mình, trong đó lợi ích của mọi tôn giáo sắc tộc và phe phái chính trị phải được bảo vệ. Ngoại trưởng Nga cũng tiết lộ rằng Điện Cẩm Linh đã bàn bạc về yêu cầu cải cách chính trị với ông Assad trong chuyến thăm của ông này đến mặt tư khoa và rằng những hành động của quân đội Syria trên chiến trường dưới sự yểm trợ của không quân Nga sẽ củng cố vị thế của chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông Assad theo đuổi một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng khẳng định rằng Nga sẵn sàng yểm trợ hỏa lực trên không cho FSA nếu Hoa Kỳ giúp họ xác định vị trí của phe nổi dậy yêu nước. Các chỉ huy của FSA lại tỏ ra hoài nghi về đề nghị trên của Nga. FSA là một liên minh lỏng lẻo nhiều nhóm nổi dậy khác nhau, phần lớn nhắm mục tiêu lật đổ chính phủ của ông Assad, trong khi một bộ phận tập trung vào việc chống lại phiến quân IS. Các nhóm vũ trang này thường không phối hợp chặt chẽ với nhau và nhiều lúc bị phiến quân IS lấn át trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho hay, kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria, từ ngày 30 tháng 9 đến nay, không quân Nga đã thực hiện tổng cộng 934 lượt xuất kích, tiêu diệt 819 mục tiêu phiến quân.